Xin chào các bạn. Hôm nay thì mình xin giới thiệu với các bạn là cách nấu trà phai môn. Món trà này thì nhìn vào thì nó có bong bong giòn giòn của phần phai môn xen lẫn vào đó. Ăn thì có độ mềm dẻo, béo bùi và rất là thơm mùi củ môn luôn. Cách nấu món trà này thì nó cũng đơn giản, thì sau đây mình mời các bạn vào cùng xem và cùng thực hiện món trà phai môn xài này ha. Và để nấu được món trà phai môn xài này thì ở đây mình có chuẩn bị là 300g củ môn tím và 350g bột năng. Thì hôm nay là mình nấu trà xài phai môn nè, cho nên là mình dùng bột năng nó nhiều hơn là củ môn một chút xíu ha các bạn. Bây giờ mình sẽ đem phần củ môn này đi hấp chín. Củ môn thì mình hấp cách thủy nè, và phần này thì mình hấp khoảng là 20 phút là nó mềm rồi. Rồi sau khi phần củ môn này mình đã hấp mềm rồi thì mình nhắc xuống nè, và cho ra thau để mình nghiền cho nó nát. Khi mà nghiền nát thì phần nào nó sượng thì mình lấy bỏ ha. Củ môn thì mình đã nghiền nát ra xong rồi thì phần này mình để đây. Bây giờ mình sẽ đi chuẩn bị phần nước để trộn vô phần bột. Bột năng là mình dùng là 350g. Thì ở đây là lượng nước các bạn dùng gấp đôi ha, hoặc là hơn nữa cũng được luôn. Vì mình nấu nước mà ít quá thì mình cho vào bột quá thì các bạn nhồi khó thành công lắm. Cho nên là các bạn dùng là cho mình là từ 700 hoặc là 800ml nước. Và nước này thì các bạn nấu cho nó sôi lên 100 độ luôn. Nó sôi ụt ụt lên như thế này mới được đó các bạn. Trong lúc mình múc nước ra mình trộn vô phần bột quá thì bếp này mình vẫn để mức lửa lớn như thế này luôn. Để đảm bảo là khi mình cho vô trong phần bột nè thì mình chế tới đâu là phần bột nó chín tới đó đó. Mình nhồi bột theo cách này nè thì bột nó có cái độ dẻo, mình nhồi dễ thành công hơn. Mình dùng muỗng mình trộn nè. Mình trộn khi nào mình thấy nó có cái độ dẻo hơi hơi như thế này thôi, không để cho nó nhão quá ha. Chút mình cho củ môn vào nữa thì các bạn nhắm chừng nó còn hơi khô khô như thế này nè. Nếu như mà các bạn lỡ tay mà cho lượng nước vô nhiều quá thì mình cho bột năng khô vô thêm thôi. Còn nếu như mà chút nữa mình cho phần môn vào mà nó khô quá thì mình cho phần nước vào. Và trong phần phai môn tím thì cái màu tím nó rất là nhạt đó các bạn, cho nên là mình sẽ cho là cái hương phai môn vào đây ha. Hương phai môn này thì nó có cái màu tím nè, và nó tăng thêm cái mùi thơm của củ môn nữa. Phần này thì các bạn có thì mình cho vào, còn không có thì mình khỏi ha. Mình dùng một ít nè, rồi dùng muỗng mình trộn đều lên. Trộn khi nào mà nó giảm bớt độ nóng rồi thì mình sẽ đổ ra tấm thảm, mình dùng tay mình nhồi cho nó nhanh hơn. Khi nhìn vào thì các bạn nhìn thấy là cái bột này nó còn hơi khô ha. Nhưng mà lúc này thì các bạn đừng có vội là cho nước vào, để mình nhồi một chút xíu đi là nó vừa đó. Rồi sau khi mình đã nhồi được một khối mịn dẻo rồi nè, bây giờ mình nắm mình kéo ra có cái độ giãn dai rồi nè các bạn. Nhưng mà bên trong nó có cái lợn cận là phần phai môn đó. Khi mà mình nấu chè lên đó thì nó có bong 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 cái phần phai môn tím như này nè. Mình ăn vào nó có mùi rất là thơm luôn. Bây giờ mình sẽ để cho phần bột này nghỉ khoảng là 10 phút hoặc là 15 phút và mình quay lại ha. Bây giờ mình sẽ đi ngâm phần bột bán cho nó mềm trước rồi để chút nữa mình nấu sau. Bột bán thì mình dùng là 100g. Sau khi phần bột của mình đã để được là khoảng 15 phút sau rồi. Lúc này thì bây giờ mình sẽ đem ra nhồi và đi cắt bột được rồi đó. Mình dùng thêm một ít bột năng khô thoa lên lòng bàn tay nè. Để cho tay mình bóc bột vô thì nó không có bị dính. Thì phần này các bạn gứt ra một cục nhỏ rồi mình xe thành những cái cọng dài. Hoặc là mình cắn phần bột này ra rồi mình dùng dao mình cắt lại giống như là những sợi bánh canh vậy đó các bạn. Thì phần bột này có những cái cục lẫn cận là phần môn bên trong đó. Khi mà các bạn dùng tay mình xe như thế này nè, thì mình để chồng chồng lên thì nó không có bị dính. Do là khi mình xe tay thì có một lớp bột năng khô nó áo vào lớp ngoài rồi. Còn mà các bạn dùng dao các bạn cắt ra thì những cái vết cắt đó các bạn nó sẽ dính đó. Cho nên là nếu như mình không xe tay thì các bạn cũng có thể là để những con cho nó dẹp dẹp như thế này. Nhưng mà mình phải cho một lớp bột năng khô lên để cho nó đừng có dính những cái vết cắt.
Và sau khi mình đã xe xong rồi nè, thì những cái sợi này thì các bạn xe giống như là phần bánh lọt mình xe tay gì đó. Bột khoai môn mình trộn vô phần bột năng như thế này nè, khi mình nấu chè lên thì mình không có sợ nó bị cứng và nó cũng không có dai lắm đâu các bạn. Nó có cái độ dẻo dẻo, béo béo, bùi bùi. Và mình muốn bảo quản thì mình bảo quản trong lúc này ha. Bây giờ thì các bạn cho vô hộp kính nè, và mình bảo quản ở trong ngăn đá tủ lạnh, khi nào mình muốn ăn thì mình đem ra mình luộc thôi. Còn hôm nay là mình sẽ luộc liền nè. Mình bắt một nồi nước cho nó sôi thật sôi lên và cho lần lượt những sợi phơi môn vào đây. Đó, mình cho vào từ từ như thế này nè, và mình để bếp lửa lớn. Khi mình cho vô hết rồi thì mình dùng đũa mình xơ lên liền, và mình xơ nhẹ nhẹ thôi để cho những cái sợi này nó bung ra, nó không có bị dính. Khi mà nó chín nó trong ra nè, có những cái cục phơi môn nó lợn cợn ở bên trong á, nhìn nó giòn giòn vào rất là đẹp luôn đó các bạn, và cũng rất là thơm luôn. Rồi lúc này á thì nó đã nổi lên mặt hết rồi nè các bạn, nghe cái mùi của phơi môn nó thơm lên quá trời luôn. Bây giờ mình sẽ vớt toàn bộ ra và mình cho vô trong thau nước lạnh. Những sợi phơi môn nó có giòn giòn những cái phần phơi môn bên trong nè. Mình ăn món chè này thì nó có độ dẻo, bùi, béo và cũng rất là thơm phơi môn. Và mình để ngâm trong phần thau nước này. Bây giờ mình sẽ đi nấu phần bột bán trước, rồi mình mới vớt phần này ra rồi mình nấu chè. Trước khi nấu chè là mình sẽ nấu phần bột bán trước. Và phần bột bán này nãy giờ mình ngâm cũng được là gần 1 tiếng đồng hồ rồi. Bây giờ mình sẽ đem đi vo rửa cho nó thật sạch. Sau khi mình đã vo rửa thật sạch xong rồi thì bây giờ mình sẽ cho vô nồi mình nấu. Cho 1 lít nước vào đây. Nước này thì chủ yếu nấu để cho phần bột bán này nó chín mềm. Khi mà lúc đầu thì mình mở bếp lửa lớn nè. Khi nào mà nó sôi lên thì mình giảm lại mức lửa nhỏ. Mình nấu khoảng 10 phút cho phần bột bán này nó chín trong ra. Rồi mình chắc bỏ hết phần nước này. Mình đã nấu được 10 phút sau rồi nè. Thì bây giờ mình sẽ đi chắc bỏ phần nước này và đi rửa sạch phần bột bán này lại luôn. Rồi cho vô cái rổ cho nó ráo nước, mình lắc lắc cho nó ra hết nước nè. Cho hết phần bột bán vô trong son. Cho vô đây là nửa muỗng cà phê muối để dằn lại cái vị ngọt cho nồi chè mình nó được đậm sâu hơn. Và 250g đường cát, hoặc là các bạn dùng là đường phèn. 700ml nước lọc. Trộn đều cho phần nước này nó sôi lên, nó tan đường hết á, là mình sẽ vớt những sợi phơi môn mình cho vào đây. Những sợi phơi môn tím nè các bạn, nó có cái màu tím nhạt nhạt như thế này, và có cái phần phơi môn nó nằm giận giận bên trong. Khi cho những sợi phơi môn vào thì các bạn để bếp lửa nhỏ thôi, và mình nấu cho nó sôi lên 5 phút cho phần nước đường nó ngấm sâu vô những hạt bột bán và những sợi phơi môn. Sau khi mình đã nấu sôi lên được 5 phút rồi nè, và mình nấu với mức lửa nhỏ. Lúc này thì những sợi phơi môn và phần bột bán nó đã hút phần nước đường vô rồi đó. Bây giờ mình sẽ cho vào đây là 250ml nước cốt dừa. Lúc mình cho nước cốt dừa vào nè, mình dùng giá mình trộn đều lên và mình mở bếp lớn. Khi nào mà nó vừa sôi lên là mình tắt bếp được rồi. Nước cốt dừa khi cho vào thì mình đừng có nấu lâu ha. Nấu lâu thì nó mất đi cái vị béo của phần nước cốt. Và trong phần nồi chè này thì có cái mùi thơm của phơi môn rồi, cho nên là mình sẽ không cần cho hương lá dứa hoặc là hương vani gì hết. Và trong lúc nó còn nóng thì cái độ sánh nó là hơi lỏng ha. Nhưng mà khi nào mà nó nguội lại thì cái độ sánh nó vừa đó các bạn. Ăn nó có độ sạch sạch, dẻo dẻo, ăn ngon lắm. Sau khi mà phần nồi chè này thì mình đã để nguội rồi nè. Lúc này thì cái độ sánh nó có độ dẻo rồi đó. Những hạt bột bán thì nó trong veo nè. Những cái sợi phơi môn thì nó có cái độ dai dẻo chứ không phải dai nhách đâu các bạn. Khi mình ăn thì mình sẽ múc ra chén. Nồi chè này thì nếu như mà mình múc ra chén như thế này là được khoảng là 8-9 chén ha. Và mình cho thêm phần đậu phộng và mè gan thêm nữa để tăng thêm độ hấp dẫn cỡ món chè này. Những cái sợi phơi môn thì có cái độ trong dẻo và trộn lẫn với phần nước cốt dừa và bột bán, kết hợp với mè gan và đậu phộng gan vào đó các bạn, ăn ngon lắm các bạn ơi, nghe thơm lừng mùi phơi môn luôn. Để mình quay cận cảnh cho các bạn xem nè, những cái sợi phơi môn này thì nó có phần phơi môn nằm xen lẫn vô bên trong hết, ăn cảm giác rất là thích luôn. Rồi như vậy là cách nấu chè phơi môn sợi của mình đến đây đã xong rồi. Cảm ơn các bạn đã xem và theo dõi hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nha.